chương trình Việt Face Today được bảo trợ bởi Reluma Summer Sale 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 kem trị nám, mua ngay với giá đặc biệt không ngờ, xài Reluma để được trẻ mãi không già. Gia Hân Music and Video, nhà phân phối thiết bị karaoke hàng đầu tại Mỹ. Công ty thẻ xanh, chuyên bảo lãnh, đổi thẻ xanh, thi quốc tịch Mỹ, 714-766-3345. DMJ Jam, soạn nhân tạo Moissanite 3D của Arizona, kim cương nhân tạo 3D sẽ là niềm tin của bạn. Trân trọng kính chào tái ngộ cùng quý khán giả thân mến. Vâng, thưa quý vị, trước hết xin được cảm ơn quý vị đã đến cùng với chương trình của Việt Face Today trong ngày hôm nay cùng với Tyler Diệp và anh Dũng. Chúng ta bước vào ngày thứ 6, ngày 12 tháng 8, 2022 và vẫn xin cầu chúc quý khán giả một ngày thật nhiều bình an và sức khỏe thật dồi dào. Xin kính chào Tyler. Xin kính chào anh Dũng, xin kính chào quý khán giả. Happy Friday đến với anh. Cuối tuần này anh có kế hoạch gì vui không? Có, tôi có một cái kế hoạch này là tôi hỏi bạn luôn. Dạ. Bạn là Công giáo hay là Phật giáo? Dạ, Tyler theo đạo Phật giáo, không phải là cái gì mà gọi là chính thống, giống như là chưa có quy y gì cả. Nhưng mà từ nhỏ đến lớn thì ba mẹ là dẫn đi chùa, theo đạo Phật dẫn đi chùa, thì mình cứ theo như vậy thôi. Dạ. Bạn có nhớ là cuối tuần này, không phải là cuối tuần này, ngày hôm nay là ngày lễ Vu Lan không? Dạ, cũng không nhớ nữa anh ơi. Thì tôi nhắc cho bạn đó. Có ai mà nói rằng là hôm nay mình ăn chay thì mình ăn chứ cũng ngoài ra cái việc nhớ. Ăn chay thì còn phải gửi lời chúc sức khỏe của mẹ nữa. Thường thường lễ Vu Lan thì ngày nay là cái ngày báo hiếu cha mẹ. Dạ. Các bậc sinh thành. Thành ra là cũng nhớ phải gọi điện thoại về để hỏi thăm cha mẹ sức khỏe thế nào. Chúng thôi nhiều khi mình bận rộn đó, mình làm, mình kiếm tiền nhiều quá, nhiều khi mình quên đi, mình cứ lo mình chạy theo coi bữa tháng này mình nhận được bao nhiêu tiền đó. Thì đó, mình nhiều khi mình quên mấy cái vụ đó, nó đáng nhớ. Dạ, như vậy thì cuối tuần này con xin mời mẹ từ San Diego lên để mà nấu thịt kho cho con. Chất quốc. Tôi lại kêu là lễ Vu Lan báo hiếu. Mời mẹ lên tưởng làm gì để nấu ăn cho con. Vâng, thưa quý vị, cuối tuần này là những ngày lễ, chắc chắn là quý vị Phật tử sẽ đi đến những cái chùa để có thể. Chúng tôi biết rằng có một số các cái chùa cũng đã tổ chức những cái buổi lễ Vu Lan vào cuối tuần trước hoặc là tuần trước đó nữa. Nhưng mà vẫn tiếp tục thì cuối tuần này vẫn là một cái ngày lễ rất là quan trọng. Trong phần cuối thì chúng tôi cũng xin thông báo đến một cái cuộc phát hành, một cái cuốn video mà hôm bữa Trung tâm Tiếng Nga đã thực hiện trước khi giáo sư Tô Văn Lai qua đời, để thực hiện cái cuốn Con Thương Nhớ Mẹ đó. Thì một lát nữa chúng tôi sẽ gửi tin thông báo này. Và bây giờ thì chúng tôi mời quý vị bước vào bản tin trong ngày hôm nay. Trước hết là một bản tin liên quan đến giá cả của nhà cửa, thưa quý vị. Nếu cho ai vẫn còn hy vọng rằng trong thời gian sắp tới thì giá nhà nó có thể đứng lại và có thể giảm xuống đó, thì đây là một cái tin không có tốt cho những người đó. Là vì là theo một cái nghiên cứu thì người ta ghi nhận rằng là trong Tam Cá Nguyệt vừa qua thì giá cả nhà nó vẫn tiếp tục gia tăng. Tuy là không nhiều hơn so với thời gian trước đó, nhưng nó đã không có giảm. Đồng thời cộng với cái giá lãi suất vay nợ để mua nhà 30 năm như trong bản tin hồi nãy chúng tôi cũng đã thưa cùng quý vị, thì nó vẫn tiếp tục nằm ở trên mức 5%. Do đó thì đây là một cái tin tức mà đối với những người nào muốn hy vọng rằng có một cái giá cả hạ xuống bớt một tí để có thể người ta tìm ra được một căn nhà vừa ý cho mình, và nhất là những cái bạn trẻ, những bạn đã ra trường, đã có công ăn việc làm đàng hoàng và đang muốn tìm cho mình một căn nhà đầu tiên, thì đây có lẽ là cái thời điểm chưa được thích hợp. Theo như cái thông báo này thì cho biết, cái bản tin này cũng cho biết như vậy, thì đây là cái thời gian mà chắc chắn rằng những người nào đang tìm mua cho mình căn nhà thì đây là một cái thời điểm chưa thích hợp cho lắm. Là vì chúng ta cũng tưởng rằng cái thời gian vừa qua thì giá cả nhà có thể chững lại và là giảm xuống, thì thực sự nó chưa đạt được cái mức theo đúng như những người đang tìm nhà để mà có thể có được. Giá nhà trung bình trên toàn quốc hiện nay nó khoảng là 413.000 cho một căn nhà bình thường. Đó là cái giá trung bình, thưa quý vị. Dĩ nhiên có những nơi thì nó cao hơn, chẳng hạn California cũng là một trong những cái địa phương mà giá cả nhà cao ngất ngưỡng hiện nay. Nó cao hơn rất nhiều so với các tiểu bang khác ở miền Trung Tây hoặc là miền Đông Hoa Kỳ. Thì đó cũng là một cái điều khó khăn cho những người đang tìm nhà ở tại các cái tiểu bang này. Thưa quý vị, chính quyền Tổng thống Joe Biden đang thay đổi về các chiến lược của chính quyền để mà đối phó với bệnh dịch Monkeypox. Và kế hoạch mới sẽ thay đổi cái liều lượng chích ngừa của những vaccine mà hiện nay nước Mỹ đang có
để mà phòng ngừa monkeypox và sẽ cho phép các giới y tế chích cho bệnh nhân những liều lượng hay là những hàm lượng của thuốc vaccine ít hơn để mà có thể kéo dài cái lượng supply hay là cái lượng mà là thuốc vaccine mà đang có hiện nay. Vì nếu mà không thay đổi thì cứ chích đúng cái liều lượng hiện nay đó, có nghĩa rằng là chúng ta sẽ không đủ vaccine để mà chích cho đại chúng. Nhưng nếu mà chúng ta ví dụ như là cũng là một cái lọ vaccine như vậy, hồi đó chích được 2 mũi và bây giờ cắt ra ví dụ chích được 4 mũi đi, thì theo cơ quan FDA kế hoạch mới này có thể có cái tiềm năng để mà hoàn toàn tiêm chủng hay là tiêm ngừa cho tất cả những thành phần mà cơ quan y tế Hoa Kỳ nghĩ rằng là trong thành phần rủi ro cần được tiêm chủng một cách nhanh chóng. Thì đó là cái kế hoạch mới của chính quyền Tổng thống Biden, là sẽ giảm cái hàm lượng chích ngừa để mà có thể chích thêm nhiều người. Sau qua bản tin liên quan đến tình hình của Ủy ban điều tra ngày 6 tháng Giêng, thưa quý vị, thì các tin tức trong tối ngày hôm qua cũng đưa ra cho thấy là một thành viên nữa ở trong chính phủ của cựu Tổng thống Donald Trump đã có ấn định một cái cuộc hẹn để có thể gặp gỡ với Ủy ban điều tra về ngày 6 tháng Giêng vào ngày hôm nay, thứ Sáu. Các nhà lập pháp đã lên kế hoạch để cho cựu cố vấn an ninh của Tòa Bạch Ốc, đó là ông Robert O'Brien, sẽ có một buổi họp và một buổi điều trần cùng với Ủy ban điều tra ngày 6 tháng Giêng này. Và cái cuộc gặp này sẽ diễn ra online, tức là không có trực tiếp đến nơi nhưng mà sẽ qua cái hệ thống online. Theo các nguồn tin thân cận cho biết thì ông Robert O'Brien là một trong các cái viên chức cao cấp đã có tham gia vào cái việc bàn thảo cái việc để loại cựu Tổng thống Donald Trump ra khỏi Tòa Bạch Ốc qua cái tu chính án thứ số 25 sau cái vụ mà diễn ra cái vụ bạo loạn ngày 6 tháng Giêng ở tại Điện Capitol. Thì đây cũng chắc chắn là một nhân chứng sẽ có những cái điều mà chúng ta có thể biết được sau cái buổi gặp gỡ với Ủy ban điều tra ngày 6 tháng Giêng trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, trở lại với các tin tức liên quan đến vụ việc cơ quan FBI đã khám xét tư gia của cựu Tổng thống Donald Trump. Thì đài truyền hình CNN đã thực hiện là một đoạn video clip cho biết rằng là ông Trump từng là doanh nhân, sau đó trở thành chính trị gia, thường xuyên có thói quen rằng là không có xử lý những văn kiện quan trọng một cách đúng đắn. Ông thường xuyên xé những cái tờ giấy mà nhân viên của ông trong công ty hay là kể cả các nhân viên trong chính phủ đưa cho ông xem. Ông không thích sử dụng email, ông chỉ thích đọc văn bản trên giấy tờ. Và nếu mà ông vui thì ông trả lại những cái văn bản đó, nếu mà ông không vui hay là ông giận dữ đó, sau khi đọc xong những văn kiện này thì ông hay có thói quen là ông sẽ xé ra những cái văn kiện này và nhân viên có thể là phải dán lại, dùng băng keo dán lại những cái văn kiện đó để mà bảo quản những văn kiện này. Còn không thôi thì ông cũng có thói quen rằng là ông hay dò nát những cái tờ giấy văn kiện đó và quăng nó vô trong cái bồn cầu. Thì đây cũng là một cái thói quen của ông Trump từ lúc mà ông làm chủ tịch của công ty Trump Organization rồi, chứ không phải là từ thời tổng thống. Nhưng khi mà làm đến chức vụ tổng thống thì những văn kiện này theo luật liên bang là phải được bảo quản để cho cái văn phòng gọi là cái văn phòng National Archive, văn khố giữ lại. Và cái việc này nó sẽ diễn biến như thế nào trong thời gian tới, khi mà chúng ta sẽ chờ xem rằng là lý do gì mà Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nhận được trác hầu tòa để mà khám xét nhà của ông Trump. Trong cái bản tin ngày hôm qua chúng tôi cũng đã gửi đến cùng quý vị đó, thì Bộ trưởng Bộ Tư pháp là ông Merrick Garland cũng đã tuyên bố là ông đang xin phép của tòa để có thể unseal, tức là bạch hóa, công khai hóa một số các cái chi tiết liên quan đến cái việc mà cái trác để xét nhà của cựu Tổng thống Donald Trump đó. Thì trong ngày hôm qua cũng đang chờ đợi cái sự đồng thuận để xem phía bên luật sư của cựu Tổng thống Donald Trump có đồng ý với cái việc công khai này hay không. Thì sáng sớm ngày hôm nay thì chúng tôi đã nhận được những tin mới, một lát nữa trong phần tin này chúng tôi sẽ gửi đến cùng quý vị. Mà trở lại với cái việc khám xét tư dinh của cựu Tổng thống Donald Trump, thì Washington Post trong ngày hôm qua cũng đã đưa ra một số các cái chi tiết liên quan đến việc rằng lực lượng FBI trong cái việc lục soát này, họ
ra cố gắng để tìm kiếm một số các cái tài liệu liên quan đến vấn đề bảo quản tư liệu hạt nhân của Tòa Bạch Ốc. Đây là một cái vấn đề rất là quan trọng, thưa quý vị. Thì nó là một trong những nguyên nhân mà nó đã đưa đến cái việc là khám xét tư dinh này. Là vì trong thời gian vừa qua, như quý vị cũng vừa nghe theo lời dịp trình bày, là Tổng thống Donald Trump đã giải quyết một số các cái hồ sơ giấy tờ nó không đúng theo cái cách cần thiết. Do đó mà người ta lo ngại rằng sẽ có một số các cái hồ sơ quan trọng liên quan đến vấn đề bí mật quốc gia và hoặc là vũ khí nguyên tử, thì nó có thể được giải quyết một cách không có đúng, được bảo quản không có đúng, thì nó sẽ làm cho gây cho nguy hại quốc gia. Thì đây cũng là một trong những cái chương trình nghị sự mà FBI khi mà nhận được lệnh khám xét này, họ cố để tìm ra những cái chi tiết liên quan đến cái vấn đề bảo quản hồ sơ tài liệu có liên quan đến vấn đề hạt nhân của Hoa Kỳ. Thì đó cũng là chúng ta sẽ biết được ở trong cái phần công khai sau khi mà Tổng thống Donald Trump đã đồng ý trong ngày hôm nay thì nó sẽ như thế nào. Thì trong bản tin kế tiếp chúng tôi cũng sẽ thưa cùng quý vị. Thưa quý vị, một người đàn ông bị cáo buộc là đã nổ súng trước một văn phòng của cơ quan FBI tại thành phố Cincinnati, tiểu bang Ohio, đã bị chết sau khi mà đã đọ súng với lại cảnh sát địa phương ở tại khu vực này. Chuyện này xảy ra trong bối cảnh nhiều ủng hộ viên của cựu Tổng thống Donald Trump đã đứng lên để mà phản đối việc cơ quan FBI đã lục soát dinh thự Mar-a-Lago của vị Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ. Và ngoài cái việc này ra thì nhiều người trên các trang mạng trực tuyến cũng như là các cơ quan phương tiện truyền thông xã hội đã lên tiếng kêu gọi Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland nên bị ám sát, và cũng như là họ xem rằng là cái việc mà FBI lục soát nhà của ông Trump là một cái tuyên bố chiến tranh, và họ nói rằng là đây là cuộc chiến, chúng ta nên đi mua đạn dược. Một số các ứng cử viên tranh cử bên đảng Cộng hòa cũng đã lên tiếng kêu gọi rằng là các tiểu bang có khuynh hướng bảo thủ nên ngưng hợp tác với lực lượng FBI cũng như là Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, vì cái gì mà họ cho rằng là cái vụ mà cơ quan này đã bị vũ khí hóa chứ không phải là một cơ quan thực thi pháp luật như là trước đây nữa. Thì quý vị thấy rằng cái vấn đề mà gọi là chia rẽ và tranh cãi của việc này nó vẫn đang xảy ra, và có lẽ vì vậy cho nên là chúng ta đang thấy có những cái động thái mới liên quan đến việc unseal hay là minh bạch hóa những lý do gì mà đưa Bộ Tư pháp cũng như cơ quan FBI đến xin trác hầu tòa và được tòa án cho phép lục soát nhà của ông Trump. Đây cũng là một trong những cái lý do mà sáng ngày hôm qua trong cái bản tin chúng tôi đã gửi đến quý vị những cái tuyên bố của ông Christopher Wray là giám đốc của lực lượng FBI. Thì ông cũng nói những cái khó khăn của FBI hiện nay đang phải đối đầu đó là những cái sự hăm dọa đối với các viên chức hoặc là các nhân viên của FBI ngày càng gia tăng từ nhiều phía khác nhau, kể cả những người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump hoặc là cả các giới chức chính quyền và cả những thành viên của Đảng Cộng Hòa cũng đã đưa ra những cái lời không có đẹp lắm về cái việc mà phục vụ của lực lượng FBI. Thì đây là một trong những cái lúc khó khăn của lực lượng này. Vâng, thưa quý vị, trở lại với các bản tin. Như chúng tôi đã thưa cùng quý vị thì tối khuya ngày hôm qua khoảng 11:40 thì cựu Tổng thống Donald Trump đã đăng trên nền tảng truyền thông xã hội của mình nói rằng ông sẽ không phản đối việc công bố các tài liệu liên quan đến việc khám xét tư dinh Mar-a-Lago của ông của các nhà điều tra liên bang. Ông nói thêm rằng ông khuyến khích cần phải phát hành ngay lập tức các tài liệu này. Và trong cái bài đăng của mình thì ông đã tiếp tục lên tiếng tấn công cuộc điều tra về mặt chính trị như ông đã từng tuyên bố vào hôm thứ Hai. Ông nói rằng các luật sư của ông đã được cung cấp một số các bản sao của những tài liệu này và ông có thể phát hành chúng bất cứ lúc nào nếu như ông muốn. Một thẩm phán liên bang tại Florida đã cho phép Bộ Tư pháp đến chiều thứ Sáu, tức là chiều ngày hôm nay, sau 3 giờ để có thể trao đổi với các luật sư của cựu Tổng thống Donald Trump và tư vấn cho tòa án về việc là liệu cựu Tổng thống có phản đối việc phát hành hoặc là công khai những cái tài liệu, những cái lý do tại sao lại dẫn đến cái cuộc khám xét tư dinh này vào ngày thứ Hai hay không. Đồng thời cũng phải minh bạch hóa tất cả những cái biên nhận là lực lượng FBI đã thâu giữ những món đồ gì mà họ lấy từ tư dinh Mar-a-Lago và đem đi. Thì đó là những cái điều mà chúng ta sẽ được biết trong vài ngày sắp tới. Thì chắc chắn sau khi cái việc đồng ý của cựu Tổng thống Donald Trump cho phép đưa ra cái điều này thì chắc chắn chúng ta sẽ biết thêm nhiều chi tiết trong những ngày sắp tới. Và thưa quý vị, cựu Tổng thống Donald Trump cho biết rằng là ông thực sự muốn các văn kiện này được giải mã, và ông muốn biết
là lý do tại sao mà tư gia của ông bị kiểm soát. Ông Trump đã đưa ra thông báo này trong đêm khuya ngày hôm qua trên mạng truyền thông cá nhân của ông. Và hiện nay Bộ Tư pháp cũng đang chính thức yêu cầu vị thẩm phán liên bang, người mà đã cho phép các lực lượng FBI khám xét nhà của ông Trump, hãy giải mã cái lý do mà bên công tố cũng như là bên Bộ Tư pháp đã đưa ra cái warrant để mà xem xét nhà của ông Trump, và cũng như là cho các cơ quan truyền thông và công chúng nhận được cái receipt. Thưa quý vị, theo cái thủ tục của Bộ Tư pháp đó, khi mà họ tới họ lục soát nhà, và nếu mà họ lấy đi những cái văn kiện gì hay là bất cứ những cái tài sản gì trong cái căn nhà đó, thì trước khi mà họ đi thì họ cũng sẽ để lại cho cái người chủ của nhà là một cái receipt, giống như là ngày hôm nay chúng tôi đã lấy những món vật này, và họ sẽ liệt kê hết tất cả những cái món vật đó. Thì cái mà hiện nay mà Bộ Tư pháp muốn mà cho gọi là thế giới minh bạch là tại sao mà họ đã có những hành động này đó, thì họ cũng muốn unseal luôn hay là giải mã luôn cái receipt, là những món đồ mà họ đã lấy, để cho những người như chúng ta biết được rằng là những cái văn kiện này là những cái văn kiện quan trọng, hay là những cái hay là những cái văn kiện mà gọi là vớ vẩn, mà tại sao mà họ lấy làm gì. Còn nếu mà thực sự quan trọng thì nó quan trọng ở cái mức độ nào, có phải là những cái văn kiện mà nó mang cái tầm vóc an ninh quốc gia hay không, và nếu mà như vậy thì tại sao ông Trump lại để trong một cái tư gia của ông mà không giao lại cho văn phòng gọi là văn khố quốc gia để mà bảo quản. Thì để chờ xem rằng là ông Trump tối ngày hôm qua ông nói như vậy, nhưng mà khi mà ra tòa đó thì xem luật sư của ông sẽ phản ứng như thế nào. Thì cái đó chắc phải đợi tới ngày hôm nay hay là tuần sau thì mới biết rằng là khi mà hai bên điều đình trước một thẩm phán thì thật sự là họ có đồng ý để cho gọi là giải mã hay là minh bạch hóa những cái văn kiện này hay không. Lát nữa trong phần cuối thì chúng tôi cũng trở lại với đề tài này để có một số các cái phân tích, thì mong quý vị cũng cố gắng theo dõi. Vâng, thưa quý vị, sang qua bản tin liên quan đến công ty Samsung, một công ty điện tử nổi tiếng của Nam Hàn, thì phó chủ tịch kiêm lãnh đạo thực tế của công ty Samsung Electronics là ông Lee Jae-yong đã được Tổng thống Nam Hàn là ông Yoon Suk-yeol đã đưa ra một cái lệnh đặc biệt ân xá vào ngày thứ Sáu, trước ngày kỷ niệm Nam Hàn thoát khỏi ách thống trị của đế quốc Nhật vào năm 1945. Chính phủ Hán Thành thường thường thì ân xá các tội nhân vào ngày này. Ông Lee còn được biết đến một cách rộng rãi với tên là J.E. Lee, đã bị kết 5 năm tù vì tội tham ô và hối lộ vào hồi tháng 8 năm 2017. Nhưng ông đã được trả tự do sau chưa đầy một năm vào năm 2018, khi một tòa phúc thẩm ở Nam Hàn đã đưa ra phán quyết. Tuy nhiên thì ông Lee đã bị đưa trở lại vào nhà tù hồi tháng Giêng năm 2021, sau khi ông bị kết án 2 năm rưỡi, sau khi tòa thượng thẩm của Hán Thành đã khép tội, và lại được tạm tha vào tháng 8 năm 2021, cũng trong dịp kỷ niệm này. Cùng với ông Lee thì chủ tịch tập đoàn của công ty Lot là ông Shin Dong-bin và hai lãnh đạo doanh nghiệp khác cũng được Tổng thống Yoon ân xá và phục hồi nhân phẩm. Các cáo buộc bao gồm là những giao dịch bất hợp pháp, thao túng giá cổ phiếu và vi phạm luật kiểm toán bên ngoài đối với việc sáp nhập năm 2015, và gian lận một số các sổ sách kế toán của Samsung Biologic vào thời điểm đó. Đây là một công ty con của Child Industry. Như vậy thì ông này lại một lần nữa, tức là trong thời gian qua thì ông cứ vào tù rồi ra khám vài lần, và bây giờ thì được chính thức thì Tổng thống Yoon Suk-yeol của Nam Hàn ân xá. Thưa quý vị, Ukraine đã lệnh cho công dân nước này di tản ra khỏi vùng Donetsk. Các viên chức của Ukraine đã ra lệnh cưỡng bách buộc một cuộc di tản của thường dân ra khỏi vùng Donetsk trong nỗi lo ngại về các cuộc tấn công leo thang của lực lượng vũ trang Nga. Tình hình càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn và đạn pháo tiếp tục nã vào thành phố này. Một chuyến xe lửa miễn phí chạy về hướng Tây nhằm mục đích là tái định cư người dân vào khu vực miền Đông. Một gia đình cho biết là họ không muốn di tản, nhưng đạn pháo được bắn như mưa vào khu vực dân cư. Nhiều cư dân chỉ biết là họ không còn tài sản và không biết tương lai họ đang đi về đâu. Một phóng viên quốc tế cho biết rằng là các viên chức ở đây nói rằng là hiện giờ có ít người hơn trên các chuyến tàu. Chỉ vài tháng trước thì họ nói rằng là đã có đến hàng trăm người bị nhồi nhét trong những toa tàu này. Bây giờ thì nó trống hơn nhiều, mặc dù có các nỗ lực di tản người dân
nhiều người di tản cũng muốn trở lại nơi mình sinh sống. Quân đội Nga đã tiến vào những khu vực Donetsk và các viên chức cho biết là có 7 thường dân tử vong vì đạn pháo kích vào ngày hôm thứ Tư trong tuần, đó là ngày chỉ là 2 ngày trước thôi. Sau qua tình hình khí hậu tại châu Âu, thưa quý vị, thì ngày hôm qua trong một cái bản tin liên quan đến tình hình này, các cơ quan khí tượng ở tại châu Âu đã cho biết là một nhận định mới nhất liên quan đến mực nước ở tại dòng sông Rhine ở đại Đức đang càng ngày càng hạ thấp. Và các giới chức ở đây đang lo ngại là cái việc này nó sẽ làm gián đoạn thêm các hoạt động vận chuyển trên tuyến đường thủy nội địa quan trọng nhất của Đức để có thể vận chuyển hàng hóa công nghiệp. Các nhà chức trách của Đức đã đưa lên cái vấn đề lo lắng này. Mực nước vốn đã thấp ở trên dòng sông này trong suốt thời gian qua vì thiếu mưa và dự kiến nó sẽ còn giảm thêm trước khi có một cái mức độ gia tăng rất nhẹ trong những tuần lễ sắp tới, rất nhẹ trong những tuần sắp tới. Cơ quan đường thủy và vận tải Rhine đã cho biết vào ngày hôm nay thứ Sáu theo giờ địa phương. Mặc dù chính quyền của Đức không áp đặt một số các hạn chế đối với việc vận chuyển vì mực nước thấp, trái ngược với mực nước quá cao mà sông có thể bị đóng cửa để có thể các cái tàu bè hoạt động một cách bình thường đó. Tuy nhiên các công ty vận tải được yêu cầu phải điều chỉnh hàng hóa của họ phù hợp với mực nước. Trong một số các trường hợp thì vận chuyển thương mại có thể không khả thi nếu giá cước phải giảm đáng kể. Phát ngôn viên của cơ quan vận tải đường thủy ở tại Đức đã tuyên bố như trên. Con sông này là một con sông rất quan trọng để vận chuyển các hóa chất cũng như là các ngũ cốc để giao thương của các quốc gia khối Liên Âu. Và mực nước thấp của nó đe dọa làm gián đoạn chuỗi cung ứng. Và đây là cái điều mà các nhà kinh tế cũng như là các nhà nông sản, các nhà về xuất khẩu và nhập khẩu nông sản điều phối cho toàn khu vực châu Âu, người ta đang tập trung lo lắng. Thưa quý vị, sau đây là hình ảnh của một máy bay không người lái chiếu đến cái cảnh mà những cái khu glacier ở tại Thụy Sĩ hiện nay đang dần dần bị chảy vì vấn đề mà gọi là biến đổi khí hậu. Quý vị đang thấy là hiện nay ở tại khu vực Âu Châu đang có những cái đợt hạn hán và nắng nóng rất nhiều. Trước đây khu vực này là phải đóng băng, rất là lạnh. Nhưng bây giờ quý vị thấy là tự nhiên trời nắng ống và những khu vực này càng ngày càng bị ảnh hưởng bởi vấn đề biến đổi khí hậu. Trong kể cả những khu vực gọi là Swiss Alps, là khu vực trước đây là một cái nơi mà rất là nổi tiếng để tới để mà trượt tuyết. Bây giờ tự nhiên thấy nắng ấm giống như là sắp sửa chảy những cái tảng băng ở trong khu vực này. Đây là một cái tình trạng chung đối với châu Âu trong những tháng hè này, thưa quý vị. Thì hiện nay người ta ghi nhận đã ở nhiều quốc gia khác nhau. Tuy nhiên cái ngọn núi Alp này là một cái ngọn núi nổi tiếng ở Thụy Sĩ và nó là nơi tích tụ những cái lượng băng rất là lớn, cho dù là trong những mùa hè ở những các năm trước đó. Tuy nhiên vì cái thời tiết nóng hiện nay mà nó làm cho các số băng này nó tan chảy thì đây cũng là một cái điều lo lắng. Ngày hôm qua thì chúng tôi cũng gửi đến quý vị một số các cái lo lắng liên quan đến cái việc là tăng băng ở khu vực Bắc Cực đang cũng tan chảy một cách nghĩa là mạnh mẽ, và các nhà khoa học thì đang lo lắng rất nhiều về cái điều này. Trước khi kết thúc chương trình thì chúng tôi lại một lần nữa xin gửi đến quý vị một cái thông báo của Trung tâm Thúy Nga là nhân dịp lễ Vu Lan, Trung tâm Thúy Nga hân hạnh giới thiệu chương trình Con Thương Nhớ Mẹ, một chương trình do cố giáo sư Tô Văn Lai biên tập và đã được thu hình vào hồi tháng 5 năm 2022 tại Pechanga Resort Casino. Chương trình Con Thương Nhớ Mẹ sẽ được công chiếu trên YouTube và Facebook của Trung tâm Thúy Nga từ 6 giờ chiều ngày hôm nay thứ Sáu ngày 12 tháng 8, tức là theo giờ California ở tại Hoa Kỳ. Và chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị nhớ đón xem. Đây là một cái chương trình mà chúng tôi dành để tưởng niệm và cố giáo sư Tô Văn Lai. Ông là người đã biên tập chương trình này và đã thực hiện nó, nhưng mà rất tiếc là ông không tham dự được vì những ngày khi mà thâu hình này thì ông còn nằm ở trong ICU. Một lần nữa, 6 giờ chiều ngày hôm nay trên YouTube cũng như là Facebook, mời quý vị nhớ đón theo dõi chương trình này. Vâng, thưa quý vị, và bây giờ thì chúng tôi mời quý vị cùng bước vào với chuyện trong ngày. Chuyện trong ngày trở lại cùng quý khán giả thân mến. Kính thưa quý vị, sự kiện mà FBI khám xét khu dinh thự Mar-a-Lago của cựu Tổng thống Donald Trump từ ngày thứ Hai cho đến hôm nay thì nó vẫn sôi nổi và ngày càng có vẻ thêm nhiều chi tiết rắc rối mà chúng ta đang dần dần được biết đến nhiều hơn.
Ngày hôm qua thì chúng tôi cũng đã gửi đến quý vị một bản tin liên quan đến việc là Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ, ông Merrick Garland đã lần đầu tiên lên tiếng và cho biết tất cả các quá trình về việc dẫn đến cái trác để có thể khám xét nhà của cựu Tổng thống Donald Trump. Đây là một việc làm mà theo như báo chí và truyền thông Hoa Kỳ cho biết, một việc làm bất thường, không có tiền lệ từ trước tới nay, là vì cơ quan Bộ Tư pháp chưa bao giờ họ thông báo bất cứ một điều gì liên quan đến những cuộc điều tra mà họ đang tiến hành. Trong phần thông báo của mình thì ông Bộ trưởng Tư pháp đã nói rằng ghi nhận là vì tình hình có những thắc mắc và những phản ứng ngày càng gia tăng từ phía người dân, từ phía chính quyền và từ phía các giới chức của Đảng Cộng Hòa, mà ông sẽ đưa ra điều này là gửi một cái thư thỉnh nguyện để yêu cầu tòa cần chấp thuận để cho việc công khai về việc nguyên nhân cũng như là các cái giấy chứng nhận là FBI đã thu giữ những món gì ở tại khu dinh thự Mar-a-Lago. Đây là một việc làm cần thiết trong lúc này để có thể công chúng có thể một cái nhìn rộng rãi hơn và qua đó có thể hy vọng là giảm bớt được cái sự phản ứng sôi sục hiện nay về vấn đề này. Trong khuya ngày hôm qua đó thì người ta cũng trông chờ rằng cựu Tổng thống Donald Trump sẽ phản ứng như thế nào đối với cái việc là bạch hóa những cái vấn đề này. Là vì chúng ta cũng được biết đó, là khi mà FBI đã có những cái lệnh này thì chắc chắn là họ có một điều gì đó nghi ngờ. Và những cái mối nghi ngờ này thì nó có thể mang đến những cái hậu quả đối với những người bị khám xét. Trong trường hợp này là dinh thự Mar-a-Lago. Có những điều mà người ta ngày hôm qua đó, người ta đoán rằng cựu Tổng thống Donald Trump không muốn công khai, không muốn bạch hóa. Tuy nhiên 11 giờ 40 phút tối ngày hôm qua thì ông đã tweet như thế này. Ông nói rằng tôi không những không phản đối cái việc phát hành các tài liệu liên quan đến cuộc đột kích không cần thiết, không chính đáng và đột nhập vào căn nhà đẹp của tôi ở tại Palm Beach, Florida, đó là Mar-a-Lago, mà tôi còn bước thêm một bước xa hơn bằng cách là khuyến khích nó cần phải được phát hành một cách ngay lập tức. Ngay cả những điều này đã được đề ra bởi những kẻ đối lập bên Đảng Dân Chủ. Đó là đại khái những cái lời ông đã nói như cái trên cái Twitter mà quý vị đang nhìn thấy. Qua vấn đề này thì chúng ta sẽ có một số các cái nhận định, dĩ nhiên cũng theo cái sự nhận định của quan điểm của từng mỗi người khác nhau. Chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi phần nhận định với của Tyler Diệp sau đây. Thưa quý vị, về mặt mà gọi là tuyên truyền đó, thì cái việc mà ông Trump kêu gọi sự giải mã hay là minh bạch hóa tòa kiểm soát nhà của ông và cũng như là minh bạch hóa những văn kiện hay là nhiều thùng văn kiện mà nhân viên FBI đã lấy đi đó, là một cái nước đi rất là chiến lược. Nó cho người ủng hộ viên của ông thấy rằng là ông không có gì để mà giấu giếm cả. Và nếu mà đây là những cái văn kiện nó bình thường, nó chỉ là những văn kiện nó mang cái tính chất mà biểu tượng hay là những cái văn kiện mà của các nhân viên nói chuyện qua lại đó, thì tại sao mà Bộ Tư pháp lại mạnh tay đến như vậy để mà ra mà gọi là xin tòa một cái trác để mà kiểm soát nhà của một vị cựu tổng thống. Thì về vấn đề mà gọi là chiến lược tâm lý cũng như là truyền thông hay là tuyên truyền, thì đây là một cái nước đi nó rất là phù hợp với cái tác phong của ông Trump. Và quý vị đã thấy rằng là vì áp lực của dư luận, nhất là từ bên phe Cộng Hòa, cho nên là trước đó một ngày, kể cả Merrick Garland cũng tuyên bố rằng là ông cũng sẽ xin tòa để mà giải mã những vấn đề này, để cho thế giới có thể hiểu được rằng là những văn kiện này nó quan trọng đến tầm mức nào. Và ông Trump đang bị nghi ngờ là đã vi phạm luật lệ bảo tồn văn kiện của Tổng thống như thế nào để mà ông mới đưa ra cái nước cờ là gửi nhân viên FBI đến để mà khám xét nhà. Thì bây giờ thưa quý vị, nếu mà quý vị hỏi tôi là tôi đang thấy những cái gì đó, thì tôi đang thấy rằng là cái tuồng kịch này nó sẽ bước qua đến một cái hồi nữa. Chứ còn bây giờ hiện nay chúng ta chưa có biết rõ. Chúng ta chỉ biết rằng là hai bên nói như vậy, mà để ra tòa có thể là tuần tới, cũng nhanh thì là ngày hôm nay, chậm là tuần tới, thì tòa sẽ phải có một cái quyết định rằng là phải cho hay không cho hai bên đưa ra những cái bằng chứng là tại sao mà nó nghiêm trọng đến như vậy, thưa anh. Chứ còn nếu mà nói là hiện tại mình thấy cái gì đó, thì mình chỉ biết được là về mặt gọi là đối ngoại đi,
thì hai bên hiện nay họ đang cùng chung một yêu cầu rằng là muốn biết bên nào đúng hay sai đó, thì thôi trình hết có bao nhiêu cái lá bài trong tay bỏ lên bàn hết, để mà gọi là mọi người có thể xem xét rằng là cái việc này thực sự là nó nghiêm trọng như thế nào, hay là đúng theo lời của bên Cộng Hòa, hay là ông Trump nói rằng là đây là những chuyện vớ vẩn mà bên Dân Chủ chỉ vũ khí hóa Bộ Tư pháp mà thôi. Chắc chắn là chúng ta sẽ chờ đợi trong ngày hôm nay. Nếu như theo như những cái lời nhận định này đó, thì chắc là có lẽ chiều tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có thêm một số các cái chi tiết liên quan đến vấn đề. Còn không thì chắc cũng là sẽ phải đợi qua đến thứ hai tuần tới, thì nó sẽ có những cái diễn biến, đặc biệt là trong những ngày cuối tuần tới đây. Nhất là một cái vấn đề rất là quan trọng như thế này thì chắc chắn nó sẽ còn nhiều diễn biến mà chúng ta cần theo dõi. Cảm ơn phần nhận định của Tyler Diệp. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị. Một cuối tuần an lành đến với tất cả chúng ta và riêng quý vị và Phật tử. Thì cuối tuần này xin chúc cho quý vị có những giây phút thân tâm thực an lạc với lễ Vu Lan. Chương trình Vietfix Today được bảo trợ bởi Reluma Summer Sale 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 kem trị nám, mua ngay với giá đặc biệt không ngờ. Xài Reluma để được trẻ mãi không già. Gia Hân Music and Video, nhà phân phối thiết bị karaoke hàng đầu tại Mỹ. Công ty Thẻ Xanh, chuyên bảo lãnh, đổi thẻ xanh thi quốc tịch Mỹ. 714-766-3345. DMJ Jam, soạn nhân tạo Moissanite 3D của Arizona. Kim cương nhân tạo 3D sẽ là niềm tin của bạn. Nám là nỗi băn khoăn của nhiều chị em phụ nữ cũng như nam giới ngày nay. Đừng lo lắng, một bộ kem chữa nám gồm 3 kem trị nám cộng 3 kem chống nắng 50 độ SPF sẽ làm bay đi những vết nám đáng ghét và đem đến cho quý vị một làn da mịn màng, sáng trắng. Ngay bây giờ, nắm người gọi ngay để có giá rất đặc biệt, 100 đồng, quý vị sẽ mang về một bộ kem chữa nám số 1, gồm có 3 kem trị nám cộng 3 kem chống nắng 50 độ SPF. 714-855-9500, 714-855-9500. Gia Hưng Karaoke, tổng đại lý phân phối sản phẩm Mango Taiwan và BK Nhật Bản. Kinh nghiệm 10 năm ghép dàn âm thanh karaoke. Dàn karaoke cao cấp BK Nhật Bản âm thanh cực hay, bảo hành 2 năm. Dàn karaoke Mango Taiwan giá rẻ hấp dẫn, âm thanh chuẩn mực. Hệ thống karaoke JBL Hoa Kỳ đẳng cấp hàng đầu, bảo hành 9 hãng. Gia Hưng Karaoke phân phối sỉ và lẻ thiết bị âm thanh BK Nhật Bản và Mango Taiwan trên toàn nước Mỹ, miễn phí vận chuyển. Gia Hưng Karaoke tọa lạc tại 1120 East Colonial Drive, Orlando, Florida. Điện thoại 407-704-6970. Ước gì em ở đây giờ này, ước gì có thể xanh giờ này. Công ty Thẻ Xanh chuyên môn bảo lãnh sẽ giúp quý vị sớm đoàn tụ bên người thân. Cảm ơn quý thân chủ ở khắp 50 tiểu bang đã giới thiệu rất nhiều khách hàng cho công ty Thẻ Xanh để làm hồ sơ bảo lãnh vợ chồng, cha mẹ, anh chị em. Châm ngôn của công ty Thẻ Xanh là uy tín, trách nhiệm, lương tâm. Lưu ý, công ty Thẻ Xanh có văn phòng tại quận Nhất, quận Tân Bình, Huế và Đà Nẵng gần sân bay quốc tế. Văn phòng Thẻ Xanh không phải là văn phòng luật sư. Mọi chi tiết xin liên lạc 714-766-3345, 714-766-3345 hoặc vào congtythexanh.com. Kim cương tượng trưng cho sự giàu có và khả năng, đặc biệt thể hiện niềm tin về mọi mặt. Vì thế, DMJ Gems nghiêm túc mang đến công nghệ mới Moissanite 3D của Arizona. Vì Moissanite 3D của Arizona mới đủ độ cứng 100% như kim cương, được cắt bằng tay như cắt kim cương thật. Vì muốn tạo sự chiếu sáng và được đeo vĩnh cửu như kim cương thật, chỉ có Moissanite 3D của Arizona mới có thể cắt được trên 157 giác cắt để tạo hình dạng như là kim cương thật. Đặc biệt, màu của xoàn Moissanite 3D của Arizona đẹp như kim cương thật 100%. Và cũng có mã số cạnh và giấy chứng nhận như kim cương thật. Chúng tôi bảo đảm sẽ hoàn tiền lại nếu nhận hàng không giống như đã nói. Bảo đảm ship hàng từ 3 đến 7 ngày trong nước hoặc ngoài nước Mỹ. Free shipping, free refund. DMJ Gems đang sell viên 2 carat. IF nước đi giá 600 Mỹ Kim. FL nước đi giá 800 Mỹ Kim. Xin gọi 480-765-7824. 480-765-7824. Nếu không gọi được, xin để lại tin nhắn. YouTube DMJ Gems.
Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Việt Face TV.